mỗi ngày như vậy, khi mà chúng ta ngồi xuống, chúng ta vô tình làm cho nó bị co lại. Chúng ta làm vô tình làm cho những cái nhóm cơ nó bị co lại, làm cho cái việc lưu chuyển máu, lưu thông nó không được tốt, nó bị cứng lại và nó làm giảm cái khả năng điều khiển cái phần trọng tâm của cơ thể. Đó là lý do chúng ta bị đau. Đau lưng đi lại khó khăn thì cần phải làm như thế nào? Nếu bạn là một người văn phòng hoặc là bạn là một người ngồi siêu nhiều 6 tiếng, 8 tiếng hoặc là 10 tiếng một ngày làm việc với màn hình máy tính, và cái việc đau lưng vô tình nó làm ảnh hưởng tới cái giấc ngủ của bạn, nó ảnh hưởng tới cái sự năng động và nó ảnh hưởng tới cái chất lượng thể thao của bạn, thì bạn cần phải coi hết video này. Mình sẽ hướng dẫn cho bạn một bài tập. Bài tập này gọi là bài tập The Core Stretch. Thì bài tập này sẽ giúp cho chúng ta giảm cái việc này ngay lập tức và đồng thời tập cho khỏe phần mặt sau. Tuy nhiên, trước khi mà mình bước vô bài tập này thì mình muốn chúng ta hiểu tại sao chúng ta lại bị đau lưng. Thường 80% những cái lý do chính đó nó nằm ở chỗ cứng hip flexor, super tight hip flexor. Hiểu một cách đơn giản là chúng ta đang bị cứng ở phần hông. Mình sẽ chỉ ra tại sao. Cái tổ hợp nhóm cơ hông của chúng ta được gọi là iliopsis. Và cái tổ hợp cơ hông này nó gồm hai nhóm cơ chính. Đó chính là possus major và iliacus. Thì chức năng của hai thằng này trong cái tổ hợp này á, nó sẽ giúp cho chúng ta đứng lên ngồi dậy tốt hơn, di chuyển xoay quay qua quay lại được hiệu quả hơn, kiểm soát phần trọng tâm của chúng ta. Đó là cơ hông ấy, thì ok, nó cũng đúng, không vấn đề gì hết. Thực tế nó là một ổ rất là to ở khu vực trọng tâm của chúng ta. Và mỗi ngày như vậy, khi mà chúng ta ngồi xuống, chúng ta vô tình làm cho nó bị co lại, lưu chuyển máu, lưu thông nó không được tốt, nó bị cứng lại và nó làm giảm cái khả năng điều khiển cái phần trọng tâm của cơ thể. Đó là lý do chúng ta bị đau. Và để giảm vấn đề này ngay lập tức, chúng ta chỉ cần tập bài tập Core Stretch. Thì bài tập này sẽ giúp cho chúng ta cải thiện cái vấn đề đau lưng rất là hiệu quả. Tuy nhiên, để cho cái việc cải thiện đau lưng của bạn trở nên lâu dài hơn, dĩ nhiên là chúng ta cần phải tới phòng gym, chúng ta cần phải tập những cái bài tập thể dục thể thao, chúng ta cần phải tập khỏe mặt sau rồi. Nhưng mà nếu mà bạn đang đau quá hoặc là nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cuộc sống của bạn, thì bạn nếu mà bạn có thời gian thì hãy thực hiện bài tập này trước buổi tập, sau buổi tập, tại nhà, trước khi đi ngủ hay là bất kỳ thời gian nào bạn rảnh trong ngày. Ok. Hãy nhớ nha các bạn, hãy thực hiện bài tập này trong vòng 5 phút một ngày thôi. Ta chỉ cần bỏ ra từ 1 cho tới 2 hiệp và khoảng 2 phút mỗi chân là xong. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ hạ trọng tâm xuống ở một gần một cái góc tường nào đó, quỳ gối xuống. Sau đó một chân phía trước và một chân phía sau. Chân phía sau của chúng ta sẽ định hình ở hai vị trí. Đầu tiên là đầu gối sẽ cắm xuống mặt sàn và mũi chân của chúng ta sẽ ấn vô tường. Sau khi ổn định hai vị trí này rồi, chúng ta sẽ để cái trọng tâm của chúng ta ở một hướng chéo. Vị trí này chúng ta hãy đánh phần hông về phía trước sao cho cái khu vực phần mông của chúng ta nó chặt lại. Và hãy giữ cho cảm giác chặt này khoảng 5 giây. Sau đó bạn thở ra và bạn thả lỏng. Trong quá trình thở ra và thả lỏng, chúng ta sẽ nhẹ nhàng xoay từ phải sang trái và từ trái sang phải, chậm và thư giãn. Sau đó chúng ta tiếp tục nâng người cao hơn một mức. Đó. Sau khi nâng người cao lên một mức xong, lại tiếp tục đánh hông về phía trước và chặt phần mông. Giữ 5 giây gồng chặt. Sau đó lại thở ra và nhẹ nhàng xoay từ phải sang trái và trái sang phải. Sau đó lại đưa người cao lên một chút xíu rồi lại gồng chặt và tiếp tục lặp lại cái vòng này sao cho bạn cảm thấy ở cái đỉnh cao nhất mà bạn có thể chịu được. Đó là thực hiện khoảng 2 phút mỗi chân, thực hiện khoảng 1 cho đến 2 lần thôi. 5 phút một ngày là bạn sẽ giảm thiểu khả năng đau lưng ngay lập tức. Nhớ thực hiện bài tập này trong suốt quá trình mà chúng ta có thời gian để vận động thể dục thể thao, hay là có thời gian trong ngày trước khi đi ngủ hoặc là sáng thức dậy. Và cuối cùng, để cho cái vấn đề đau lưng nó chấm dứt lâu dài thì chúng ta cần phải tập cho khỏe mặt sau, đặc biệt là ở nhóm cơ mông, nhóm cơ lưng dưới và nhóm cơ đùi sau nha các bạn. Khi mà chúng ta tập luyện thường xuyên các nhóm cơ đó khỏe hơn thì cái khả năng chống đỡ nó sẽ được tốt hơn và chúng ta sẽ không có bị đau lưng nữa. Trong quá trình mà bạn thực hiện bài tập, những cái khó khăn nào trong tập luyện cũng như là dinh dưỡng thì bạn hãy để lại những cái trải nghiệm ở dưới. Mình sẽ làm thêm rất là nhiều chủ đề trong tương lai. Và đừng quên follow để nhận những cái thông báo mới khi mà có video ra các bạn nhé. Bye bye.